Hiện nay, chính phủ Úc đang mở rộng cửa chào đón những người đủ điều kiện và mong muốn được nhập cư vào Úc với chính sách nhập cư rất là hấp dẫn. Với chính sách định cư ở Úc, bạn có thể ở lại Úc làm việc và định cư bằng nhiều con đường đầu tư thân nhân bảo lãnh. Tuy nhiên, nếu chỉ tính những con đường tự đi thì phổ biến nhất có 3 đường là du học, skill migration, định cư có tay nghề, diện đi làm được công ty bảo lãnh. Mục tiêu tối quan trọng để được nhập cư là bạn phải có thường trú nhân, được gọi tắt là PA. Sau khi có PA thì coi như 99% đã hoàn tất việc di trú, như là được hưởng Medicare, chính sách chăm sóc sức khỏe miễn phí của chính phủ, được ưu đãi mua nhà, ưu đãi học hành. Bạn chỉ còn thiếu duy nhất là quyền bầu cử. Sau khi giữ PA 1 năm và đã ở lại Úc được liên tục 4 năm gần nhất, bạn được quyền đăng ký để trở thành công dân của nước này. Sau khi nhập tịch, bạn chính thức trở thành công dân Úc và có đủ mọi quyền bình đẳng như mọi công dân khác. Và chúng ta sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu về những cái con đường định cư Úc theo kiểu tự đi phổ biến nhất, đó là du học, skill immigration và diện được công ty bảo lãnh, là 3 trong các trường hợp nằm trong chính sách định cư ở Úc. Đầu tiên là diện du học Úc và xin định cư. Đây thực ra là một sự chuẩn bị cho một trong hai con đường skill migration và diện được công ty bảo lãnh. Cụ thể là bạn chọn học ngành phù hợp với nhu cầu nhập cư của Úc, chọn những ngành học có cơ hội định cư cao, những ngành học cho phép được định cư tại Úc và sau đó theo dạng skill migration, hoặc sau khi học xong thì tìm công ty làm việc để đi theo dạng công ty bảo lãnh. Nếu đi du học để chuẩn bị hồ sơ xin visa du học thành công, các bạn cần chuẩn bị các giấy tờ sau: hộ khẩu, chứng minh nhân dân, sổ lý lịch, hình 46, hộ chiếu còn hạn được 6 tháng, tờ khai chi tiết thân nhân, khả năng tài chính, tài khoản ngân hàng, sổ tiết kiệm phải càng nhiều càng tốt và tối thiểu là 5.000 đô la Mỹ. Các chứng từ về chủ quyền, tài sản như nhà cửa, đất đai, các chứng từ thu nhập lệ tức như là cổ đông công ty cho thuê nhà, giấy xác nhận mức lương, giấy quyết định đi công tác và hợp đồng lao động. Tùy từng hồ sơ mà bạn cung cấp hồ sơ sẽ khác nhau. Nếu bạn chưa biết trường hợp hồ sơ của mình nên chuẩn bị những giấy tờ gì, đừng ngại ngần, hãy liên lạc ngay với các chuyên viên tư vấn của tỉnh Đại Dương để được hướng dẫn hồ sơ du học Úc đầy đủ với tỷ lệ đậu visa cao nhất. Tiếp theo là diện skill migration, định cư tay nghề. Diện này còn gọi là Skill Dependent Visa Subclass 189. Đây là đường phổ biến nhất dành cho các bạn có trình độ và bằng cấp đủ tiêu chuẩn. Nghĩa nôm na là Úc đang có chính sách thu hút người tài để xây dựng đất nước cùng họ. Úc có một hệ thống tính điểm nhập cư gọi là Point Step. Trong đó họ đưa ra nhiều tiêu chí để tính điểm như tuổi, tiếng Anh, số năm kinh nghiệm, số năm đã ở Úc, bằng cấp, v.v. Dựa vào hệ thống điểm này, những ai đạt được điểm tổng cộng từ 60 điểm trở lên thì đủ tiêu chuẩn để viết một đơn Expression of Interest EOS. Mỗi năm, chính phủ sẽ có những chỉ tiêu về số lượng người được phép nhập cư cho từng ngành và họ sẽ xét trong danh sách này theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp. Việc này gần giống như việc xét điểm đại học ở Việt Nam. Như vậy, ngành nào có nhiều người nộp đơn và số lượng quota được cấp ít thì sẽ điểm càng cao. Ví dụ năm 2015, ngành kế toán quá nhiều người nộp đơn, cộng thêm chính phủ lại giảm quota nhập cư cho ngành này cho nên điểm nhập cư sẽ tăng lên 70. Việc chênh lệch 10 điểm này trong nhiều trường hợp sẽ là một trở ngại rất lớn, vì đôi khi chỉ thiếu 5 điểm thôi đã rất là trần ai rồi. Định cư theo diện công ty bảo lãnh, bạn du học ở Úc, sau khi tốt nghiệp bạn được nhận vào làm công ty tại Úc, bạn đang ở Việt Nam rồi apply vào một công ty ở Úc rồi trúng tuyển. Lúc này nếu công ty muốn đưa bạn vào làm việc thì phải làm thủ tục bảo lãnh cho bạn. Nếu đi theo diện này bạn sẽ rất khỏe vì không phải làm gì nhiều, bạn không phải quan tâm đến quả thang điểm như là diện 189, cũng như không lệ thuộc vào danh sách SOL, nhưng vẫn phải thỏa mãn danh sách CSOL là danh sách có nhiều ngành nghề hơn SOL. Quan trọng là công ty tiếp nhận bạn phải hoàn tất các bước sau. Bước thứ nhất, công ty nộp đơn xin bảo lãnh. Bước 2, công ty tiến cử bạn. Bước 3, bạn nộp đơn xin bảo lãnh. Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về các ngành nghề có thu nhập hấp dẫn tại Úc, hãy xem thêm trên website của chúng tôi là duhocuc.info, hoặc các bạn có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại 0838484879, 0838382080. Chúng tôi có hai chi nhánh ở thành phố Hồ Chí Minh là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tây Định, quận Nhất, và 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5. Chúng tôi có một chi nhánh ngoài thành phố biển Nha Trang và không có chi nhánh nào ngoài Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong chương trình lần sau.